Ơi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Psycho. Thì trước màn hình mọi người đang xem đây là mẫu Sava X902. Thì con này bên em vừa rồi về hàng được đâu đó trên dưới 10 chiếc thôi mọi người. Rất là ít. Đó, con này thì gọi là vừa rồi là cháy hàng luôn rồi. Khá là nhiều anh chị hỏi về cái mẫu Sava X9 này, tuy nhiên thì đợt vừa rồi là bên em hết hàng. À, đợt này thì về chỉ được vài xe thôi. Phiên bản X902 thắng đĩa cơ dầu nha mọi người. À, thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ có một cái thiết kế đầu cái mập khá là đẹp nè. Ở dưới này thì nó sẽ trang bị cho mình hai con ốc để mà mình bắt bát đồng hồ cũng như là cái đồng hồ đó. Còn cấu hình con này thì phải gọi là cực kỳ cao rồi, chúng ta sẽ có một cái chiếc xe full carbon, tiếp theo là bộ truyền động của Shimano 105 R7000 đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có tay lắc nè, tay lắc 105 nè. Phía dưới thì chúng ta sẽ có đùi đĩa nha mùi, gạt đĩa, cùi đề, clip đó. Chỉ có lai mỗi sợi xích là xích của KMC thôi. Vành thì chúng ta sẽ có vành carbon cao 5 phân, lốp của Continental Ultra Sport 700x25C, đùm của Shimano nha mọi người. Con này sử dụng thắng đĩa cơ dầu. Đó. Trên hình mọi người đang xem đây là màu bạc size 44. Đó. Thì cái màu này khách hàng vừa chốt xong thì hiện tại là bên em đang tiến hành lắp ráp cân chỉnh. Bây giờ là cho lên xe, rồi bắt đầu đi giao cho khách thôi. Giờ cũng khá là trễ rồi nha mọi người, hiện tại là tới 5 giờ rồi. Đó, nhưng mà chiếc xe này có lẽ là chiếc cuối cùng trong ngày rồi đó. Rồi, thì hiện tại là bên em về được cái xe Sava X902 này. Chỉ 10 chiếc thôi nha mọi người. Size thì có hai size 44 và 47. Như trên hình mọi người đang thấy đây là chiếc 44. Đó, size thì còn ít thôi. Mọi người mà đang quan tâm tới cái mẫu Sava X902 này thì liên hệ ngay cho em vào số điện thoại em để bên trên màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các cái video lần sau.